Alo. Fuck? 5 giờ sáng rồi đúng không? Sao tự nhiên con Kelly bắt mình? Thì mình chui vào phòng này. Ok, mình sẽ chui vào phòng này mà không gây ra tiếng động. Để hé hé cửa để coi bọn nó có đi ngang qua đây không. What the fuck? Núp sâu vô á. Ok. Dùng nhát vào cái là bắt vô flash MC. Ngu ghê con. Tắt đèn pin rồi, thằng hề không thấy mình kìa. Thằng hề ngu vãi. Khà. Gặp mấy thằng người u rồi. Ra đóng cửa đi, con mực Mr. Cat cái lừa mình. Giờ mà ra đóng cửa để nó ăn hành à? Giờ mà chạy ra đóng cửa là nó hấp diêm liền. Thực ra mình đứng chỗ này là tại vì hôm qua có một cái. Má, bọn này là mình đau tim quá. Mình đứng hồ, hello nghe hồ, hello. Tại vì hôm qua mình đứng ở đây là thằng kia bị lag rồi không? Mình đứng ở đây hôm qua cái thằng mà thằng chạy chạy marathon nó bị lag ấy. Thành ra là mình chọn ngay góc góc lag này đứng lên. Chơi là mình chơi khôn chứ. Đùa thôi, thằng này làm gì có cửa. Mình lặng lặng ngồi đây bóc trứng gà. Trứng gà ngon lắm, ăn không? Bóc lâu rồi. Biết thế này đừng đập nát quá. Nếu muốn bóc bóc trứng gà dễ hơn là tốt nhất đừng có đập nát quá. Đập sơ 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 thôi, đến lúc mình bóc ra thì cái vỏ trứng nó sẽ liền với nhau, bóc một lần được nhiều. Nó bóc trứng gà ngay, anh đi ra ngoài đây ngay. Ừ đúng rồi đó. Hello anh Phúc. Đụng con chuột đi. Không, mình không ngu đâu. Bây giờ mình không có rờ vào bàn phím mà mình cũng không sờ vào chuột đâu. Khà khà khà. Ừ. Cái gì? Chỉ có thể là game sao mà anh Phúc. Fuck you. Nó mù một cái là đi quả trứng. No 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 no. Quả trứng bóc gần xong rồi. Bóc được 50% rồi. May mà lúc này mình có quả trứng để ngồi bóc chứ không thì không biết ngồi làm gì luôn. Oh shit. Chưa bóc xong quả trứng. Bây giờ làm gì? Đến lượt mình đi tìm bọn này đúng không? Bây giờ cùng nhau phá đảo nào. Săn đống áo lên. Tìm Emily trong lúc tránh ba con còn lại. Ok. Tránh ba con là dùng. Sợ nhất con nào ta? Sợ nhất là con Emily. À con Kiki. Khu này là con búp bê bị mù. Sao hết? Có cái thằng chạy ở đây nè. Tại sao thằng chạy lại được đi vào khu này? Emily đâu? Emily nó đứng một chỗ nào hả? Chưa chơi cái game nào bị hù nhiều như game này ấy. Tại sao con Emily lại hù mình? Cần một lời giải thích. Chẳng phải mình đi tìm nó à? Hay là mình đi trốn? Hay là Hào Việt nhầm? Mục tiêu là gì? À thì có là sao? Hình như không được bật đèn đúng không? Nếu mình nhớ không nhầm là không được bật đèn đấy. Chết mẹ con Kiki đi ra mình rồi.
Thôi mà. You, thằng hộp. Bắt được Emily một lần được kìa. Mình thật là fucking bro. Mình ngồi một lúc. Mình bro quá. Bắt được Emily một lần rồi, cố lên, cố lên, cố lên. Sau đó còn né được mấy thằng kia này chứ. Con biết dí gì mình nhỉ. Rồi xong. Chó Kiki. Emily, where are you? Kìa 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 đây, kìa kìa đây. Hello Hoàng Sư Nguyên. Hello Akarito. Hello Bitter Cat. Hello Sang Mơ. Xong. À, Emily nè. Hello. Một Emily, còn hai Emily nữa. Xin lỗi mọi người tại... Holy shit, giật cả mình Kiki. Tại vì mình đang căng quá thành ra không nhìn chat được. Sorry, sorry. Yên tâm đi. Mình pro rồi. Với lại bây giờ đang còn sớm lắm. Trời, bây giờ đang còn sớm, mới có mấy giờ chiều mà. À, lộn lộn, mới có 8 giờ tối chứ mày. Thoải mái đi, tẹt ra đi. Buồn đi chậm chậm thôi cho cái con mama nó bắt đấy. Oh shit, nghe tiếng bịch 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 mét ghê quá. Oh. Hai Emily, một Emily nữa là thắng. Oh, mày quá tưởng thằng hề chơi mình luôn. Nữa. Mà. Sắp hết giờ rồi. Gì mà giành nhau ghê biết. Giành nhau vãi, giành nhau, giành nhau hù mình hết thằng này đến con kia. Thôi Kiki bỏ đi Kiki. Emily, tìm em hoài. Một Emily, hai Emily là thường thường nằm trong kho này. Đây, thấy chưa? Hai lần rồi. Một lần nữa là mình thắng. Một lần nữa, lần cuối Emily thường núp ở đâu? Lần cuối cùng Emily thường núp ở đâu? Lần cuối cùng Emily thường núp ở đâu?
Ông à, ông à. Sao lại dí mình vào đây? Rồi xong. Chuẩn bị tinh thần đi, mọi người. Chuẩn bị tinh thần. Không biết là con nào sẽ bắt mình nhưng mà chuẩn bị tinh thần đi. Hết giờ, hết giờ, hết giờ. Cạch, 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 cạch. Có khi nó núp đây không? Rồi xong. What? Hello? Vui, vui. Chơi với em rất là vui. Chúng mình làm quen nhé. Gì vậy? Sao vậy Emily? Emily? Alo? Vui, chơi em rất là vui. Nó tính hù mà bị lỗi. Oh my god. Bây giờ phải chết đi hả? Hello anh con. Hello anh con. Lỗi game à? Vậy thì hù đi. Đấy. Mày à con bích. Vị trí thứ hai, ở đây. Hello. Yeah. Hello anh Sơn. Kêu dùng cho Alien Isolation từ từ để hết mấy cái này cái đã chứ. Dùng dạo này hết tiền nên chán không muốn ly. Thoát ra ngoài nó đốt nhà thật à? Ô vậy thì chạy 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 chạy, đốt nhà chơi kỳ vậy. What the fuck, chơi kỳ ấy, mẹ nô đùa với nhau từ 12 giờ đêm cho đến giờ phải không? Đâu, nô đùa với nhau từ 3 giờ sáng cho đến giờ, à đâu, từ 1 giờ sáng luôn chứ. Vậy mà bây giờ đốt nhà kìa, chơi mất nét. Oh, say oh yeah. Oh, ánh sáng chân lý. Oh, con đường vĩnh cửu. Tiếng gì? End game. End game rồi mọi người ạ. Búp bê đã sống lại và tấn công. Đây là một bài báo. Nó đã hết. Wait, 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 wait. It's almost over. Nó đã gần như kết thúc. Continue for more, tiếp tục để thêm nữa. Chấm hỏi. Alo. Now they think he's crazy too. I Huh. told them I wasn't crazy. Mình đã nói là mình không bị I'm điên mà. going back to that house. What I'll the figure this out for myself. fuck? Mình sẽ tự tìm hiểu cái vấn đề cho bản thân mình. What the fuck? Hello? Ai đó khuyên can thằng nó đừng có làm vậy đi. Thế? Gì đấy? Gì đây? Tôi sẽ cho cô chơi mãi mãi, Emily. Nhưng mà cô không chịu lắng nghe. Tôi không cho cô vào chơi nữa đâu. Chúng tôi là một.